One of these butter breads. Trước anh dây của vợ Việt mới gọi Việt mua mấy cái bánh như hình con voi nè. Có hình con voi nè cả nhà. Hello. Bye sắp. Đây vợ Việt đang đi lên ngọn núi tên là Elephant Mountain. Là ngọn núi con voi. Con gì đây trời. Pancake cái bánh nè. Tiếng không? Hình con cua. Chỗ này mùi có cà phê thơm quá. Đây chắc có cái quán cà phê gì đây. Restaurant. Đây là ly nước chanh dây của vợ Việt mới gọi, chanh dây mật ong á. Ngon. Vợ Việt mua mấy cái bánh hình con voi nè. Có hình con voi nè cả nhà thấy không? Ăn thử nha. Let's stop inside. Có nhân đó cả nhà. Nhân ở sao? Nóng hổi rồi thổi ra. Này vợ Việt đang lên núi. Thì có hơn 100 mét thì thở muốn chết luôn. Đây họ có làm mấy cái hình con voi như này nè. Các em trai dễ thương. Họ có làm mấy ghế cho mình ngồi nghỉ mệt tí xíu nè. We make some chair for us to sit, relax on the bed. Chị đi thở rồi nha. Ngọn núi nhỏ cao khoảng 183 mét, còn đường mòn dài 1,5 km. Sở dĩ gọi là núi voi bởi vì ngọn núi có hình dạng giống con voi kỳ lạ nên người ta gọi là núi voi. Dễ thương quá, dễ thương quá, so cute. Hey, hello. Buy something, food. Delicious. Hey, let's go. He say no. Nhưng núi voi không phải là ngọn núi duy nhất có tên con thú ở thành phố Đài Bắc. Bé giỏi ghê. Ngoài ra còn có núi hổ, núi sư tử và núi báo ở thành phố Đài Bắc nữa. Nhưng vì núi voi dễ tiếp cận nhất nên cho đến nay thì nó trở nên rất là nổi tiếng. Hầu hết thì mọi người đều chinh phục được núi voi, còn mấy cái núi khác thì khó hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nhìn thấy tòa nhà 101 nữa. Can see building 101 over there. Giờ ngồi nghỉ mệt một phút đi. Take a rest for a minute. Ngồi nghỉ mệt tí xíu cả nhà. Mệt quá. Nãy giờ chắc được 200 mét hay 300 mét gì chứ mấy. Mà nó nóng quá. Mà cởi áo khoác ra thì sợ mũi chích. Còn nào mũi bự bự không à. Mà mình để thuốc xịt mũi ở trong cái máy tính. Cái gì suối kết là cái gì vali quên bỏ vô cái ba lô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thôi chỗ này có chỗ tự sướng đẹp thế. Beautiful. The Chinese
fan palm cây cọ nè. Ở đây nhìn thấy tòa nhà 101 á, rõ ghê luôn. You can see the building 101 very clear. Rừng cọ. Mình sẽ đi lên chỗ này, nhìn xuống coi. Wow. Nãy giờ cảm ơn cả nhà đã cùng vợ Việt đi khám phá ngọn núi voi ở Đài Bắc, Đài Loan. Thì thôi, vợ Việt xin kết thúc video ở đây. Mọi người thích thì hãy nhớ cho mình xin một like, một đăng ký kênh và bấm hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.